nhiệt liệt chào đón quý vị đại biểu, quý các khách thập phương cùng toàn thể bà con đã trở về đình làng Thôn An Trạch để chào mừng lễ hội 2019 Thôn An Trạch. Lời đầu tiên cho phép những người làm chương trình của đêm giao lưu văn nghệ xin kính chúc các sức khỏe, lời chào chúc sức khỏe và gửi lời chào trân trọng nhất đến các quý vị đại biểu, chúc cho đêm văn nghệ của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị đại biểu, cán bộ nhân dân thôn An Trạch, vâng, quê hương hai tiếng thật thân thương và quê hương luôn chảy mãi trong tim mỗi con người chúng ta. Dù ai đi đâu, xa quê hay tại quê hương mình đều nhớ về quê hương và cảm tác trước tình cảm đó. Nhiều nhạc sĩ đã phải cất lên rất nhiều những vần thơ cũng như những lời ca để ca ngợi quê hương mình. Và nhạc sĩ Hồng Thu đã từng viết: ai mà chẳng nhớ về quê hương, tuổi thơ mãi mãi vỗ về đời ta. Quê hương tình nghĩa bao la, quê hương mộc mạc, đậm đà, khó quên. Vâng, An Trạch là một miền quê thân thương, giàu truyền thống của xã An Bình, bên dòng sông Trà Lý yêu dấu. Đất và người An Trạch luôn hùng thiêng, đoàn kết, gắn bó, chăm chỉ lao động để làm giàu cho mảnh đất quê hương. Tọa lạc giữa trung tâm của thôn là đình làng, thờ ba vị thành hoàng đó là Thanh Kiền Đại Vương, Bạch Thục Đại Vương, Tống Thánh Đại Vương. Được thờ cúng vào ngày 12. Trải qua bao thăng trầm biến cố của lịch sử, các thế hệ con em trong thôn vẫn giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó của thôn nhà, được thờ cúng rất trang nghiêm. Vâng, lễ hội đình làng thôn An Trạch năm 2019 không chỉ có phần lễ trang nghiêm để tỏ lòng tri ân của cán bộ và nhân dân thôn kính dâng lên ba vị thành hoàng làng, mà còn có những trò chơi dân gian độc đáo, những lời ca tiếng hát, điệu múa làm đắm say lòng người của quý khách thập phương cùng đôi văn nghệ dân gian thôn nhà, làm cho không khí lễ hội càng thêm sôi nổi. Và tối nay là tối giao lưu văn nghệ đầu tiên của chương trình văn nghệ tổ chức trong hai tối 10 và 11 tháng 7. Đến dự với đêm giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội đình làng thôn An Trạch hôm nay, xin nhiệt liệt chào đón quý vị đại biểu, quý khách thập phương cùng cán bộ và nhân dân thôn nhà đã có mặt đông đủ. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tấm lòng thiện khách của các quý vị. Và sau đây, để các quý vị bà con không phải chờ lâu nữa, ngay sau đây là chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội đình làng An Trạch năm 2019 xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình văn nghệ là tiết mục hát múa mừng quê hương đổi mới do các bà, các chị trong đội văn nghệ dân gian thôn An Trạch biểu diễn. Xin kính mời các quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
sôi nổi của các cô, các chị trong đội văn nghệ thôn An Trạch với điệu múa Mừng Quê Hương Đổi Mới. Kính thưa quý vị, hát văn là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của Việt Nam. Đây là hình thức lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng tứ phủ, hay còn gọi là đạo tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, một tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Một trong những bài hát hầu đồng quen thuộc với chúng ta đó chính là bài Hầu Đồng Giá Bóng Cô Đôi Thượng Ngàn. Cô chính là con vua Đế Thích trên thiên cung, được phong là Sơn Tinh Công Chúa. Cô và hầu Cầu Bơ và vua Mẫu trong Điện Ngọc. Sau này cô quyết chí học các phép để dạy cho bà con. Và cô chính là tiên cô cai quản kho Lộc Sơn Trang. Người trần gian ai nhất tâm thì được cô ban thưởng. Và trong lễ hội đình làng hôm nay, chúng ta cùng nhất tâm để cầu mong được cô ban thưởng qua giá hầu đồng Cô Đôi Thượng Ngàn của đội văn nghệ xã Vũ Lễ. Đây cũng là tình cảm thân thương nhất mà đội văn nghệ xã Vũ Lễ gửi tới lễ hội. Xin chúc cho đội văn nghệ xã Vũ Lễ ngày càng khởi sắc. Và xin kính mời các quý vị cùng thưởng thức tiết mục đặc sắc này. Đèn chốn kim môn cô ra vào, ngọc đèn chốn kim môn danh sớm ngoài cõi biến đồn, trong
đồng tình xa con gái.
quỳnh hoa mưa nở ra đồng này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trân trọng cảm ơn đội văn nghệ Sa Quốc Tuấn đã gửi tới một màn múa rất sôi động. Kính thưa quý vị, đất nước Việt Nam ta xưa kia có tới hơn 90% dân số làm nông nghiệp, thì công việc tát nước bằng gò sòng để lấy nước vào ruộng cũng là một công việc thường ngày quen thuộc của bà con nông dân ta xưa. Và cũng chính từ công việc này thì nó lại là cái cớ hết sức tình tứ và tế nhị để cho các chàng trai thổ lộ tình cảm nồng ấm của mình đối với các cô gái mà họ đã thầm thương trộm nhớ. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để chúng ta chào đón một màn múa rất hiện đại. Đó là màn múa được mang tên Tát Nước Đầu Đình do nhóm các bạn thanh niên của chi đoàn thôn nhà biểu diễn. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục đặc sắc này quý vị ơi. Có khi nào ta nhặt được chút phim này, có khi nào ta chở thân mật xe, nếu không may đây em lấy
trong anh buồn như con trùng trùng kia em thấy không? Hôm bây giờ anh muốn nói lời trước anh hạ em cả tấm lòng này em lấy vào nắng. Không qua bao nước đâu nhưng cây áo trên cành hoa sen. Vâng, xin dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho đoàn thanh niên thôn An Trạch trong màn múa vừa rồi. Kính thưa quý vị, hãy tin thôn An Trạch xã An Bình mở hội đình làng đã có rất nhiều bà con quê hương, quý khách thập phương đã gửi những tình cảm nồng hậu, thân thương nhất của mình về cho lễ hội. Và trong đêm giao lưu văn nghệ hôm nay, rất vui mừng được chào đón sự có mặt và giao lưu văn nghệ của anh Ngọc Trang, một trong những quý khách đã gắn bó với quê hương An Trạch từ nhiều năm nay. Xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của anh. Và ngay bây giờ, xin nhường lại sân khấu này cho anh cùng bạn diễn của anh qua bài hát chèo Khúc Hát Tình Yêu theo điệu Đường Trường Bát Thước. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và thưởng thức.
xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Một tiết mục làn điệu chèo thật sự là đặc sắc, một đặc sản của quê hương Thái Bình. Kính thưa quý vị đại biểu, gửi lời ca đến muôn nơi, An Trạch ta đó toàn dân một lòng, cháu con tiếp bước cha ông, giữ gìn truyền thống hội làng quê hương. Vâng, những ca từ tiết mục mạc mà gần gũi thân thương đó nói về quê hương An Trạch yêu dấu là phần mở đầu của làn điệu chèo An Trạch quê em theo điệu Luyện Năm Cung. Xin kính mời quý vị đại biểu cùng đắm mình trên quê hương An Trạch giàu truyền thống và thanh bình qua tiếng hát ngọt ngào của chị Minh Trang cùng tốp múa phù họa đến từ chi hội nông dân tập thể thôn nhà biểu diễn. Chúng ta cùng chờ đón tiếp tục này nhé. Chỉ có quê hương của cụ Tam Nguyên Yên Đổ mới có chùa quanh năm, mà trên mỗi làng quê chúng ta
với tín ngưỡng theo đạo Phật, thờ cúng ông bà tổ tiên, hướng thiện và tránh xa cái ác thì đều có những ngôi chùa tọa lạc trên vùng đất linh thiêng. Và ngôi chùa làng cũng đã đi vào tiềm thức của mỗi con người xa quê hương, như nhà thơ Huyền Không làng Phương An đã từng viết: "Tôi nhớ làng sông những buổi chiều, kinh lời kinh giải thoát vọng cao siêu. Đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi, cầu nguyện dân làng sống mến yêu." Và chúng ta cùng chào đón sự trở lại của đội văn nghệ Xã Phú Lễ với điệu múa Ngôi Chùa Về Tôi để cùng cầu an cho thế giới bình yên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nhất tâm hệ thần, nguyện tế tạo ngay chùa.
Vâng, xin chân thành cảm ơn đội múa Xã Phú Lễ vừa gửi chúng ta một làn điệu chèo hết sức là ấn tượng và quý giá. Kính thưa quý vị, sinh ra và tuổi thơ lớn lên ở quê hương An Trạch yêu dấu, nơi có con sông Trà Giang bốn mùa xanh mát. Song khi trưởng thành, Bác lại đem sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình cống hiến cho ngành than Quảng Ninh để làm giàu cho Tổ quốc. Tuy xa quê là vậy, nhưng tình quê luôn đau đáu trong con người đặt tình nghĩa với quê hương này. Và giờ đây, đã ở cái tuổi thấp thật cổ lai hy xưa nay hiếm, nhưng Bác lại dành trọn tình cảm của mình cho quê hương bằng lời ca tiếng hát. Và trên sân khấu lúc này đây, chúng ta cùng chào đón người con quê hương, đó chính là Bác Phi Hùng. Điều đáng trân trọng hơn là Bác đã lan tỏa được vẻ đẹp thanh bình của làng quê An Trạch đến đồng nghiệp và bạn bè của mình. Đó chính là hai nghệ sĩ Thanh Loan và Thanh Thảm, để họ cùng tam ca điệu chèo hát về Tổ quốc theo điệu Đường Trường Thu Không. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và cổ vũ cho Bác. Chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe thấy tiếng sao xuống ngồi hồi lòng sáng sáng bao niềm vui, bao niềm vui mới xin hỏi đôi lời chẳng từng hát nghe từ
xin trân trọng cảm ơn các chú, các cô đã thể hiện một các làn điệu chèo rất là tuyệt vời. Một lần nữa xin quý vị một tràng vỗ tay để cổ vũ cho chú và các cô ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, chắc nói đến các khúc cô đôi thượng ngàn thì chúng ta cũng vừa được theo dõi Tổ văn nghệ sắp lễ biểu diễn. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh ở đây ca khúc Cô đơn thượng ngàn sẽ được quay trở lại sân khấu với một phong cách thể hiện rất mới. Và kính thưa quý vị, năm 2016, bé Nguyễn Thiện Nhân đã lọt vào vòng chung kết giọng ca nhí với ca khúc Cô đơn thượng ngàn. Và ngày hôm nay, nhắc tới Cô đơn thượng ngàn thì ai cũng biết bé Nguyễn Thiện Nhân là người thể hiện rất thành công ca khúc này. Sự linh thiêng và cuốn hút của giá hậu đồng Cô đơn thượng ngàn không chỉ có ở các vị cao niên lớn tuổi, mà thế hệ trẻ hôm nay không ngừng gìn giữ, kế thừa và phát huy. Vậy một lần nữa chúng ta cùng tĩnh tâm trong giá hậu đồng này và chúng ta cùng chào đón sự trở lại của các đoàn viên thôn An Trạch với điệu múa Cô đôi thượng ngàn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con gái áo hoa của núi rừng, tiếng đàn gái hòa bừng câu hát, hòa nhịp theo chân bước đôi tay tiền. Người thương ơi có nhớ cô là sẵn hoa là thắm của núi rừng, mang điều dân ca cho lòng nhớ lòng. Cô đẹp quá, cô baby quá, cô trẻ quá. Vâng, thật là tuyệt vời. Xin quý vị một tràng vỗ tay nữa để cổ vũ cho đoàn văn nghệ của thôn An Trạch. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu để chúng ta cùng thưởng thức một điệu múa hết sức rộn ràng của các cô gái miền Sơn Cước qua bài hát Chiều Lên Bản Thượng. Xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để cổ vũ cho đội văn nghệ xã Phước Tuấn. Trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá,
Xinh đẹp và bảy chú lùn thật nhân hậu. Thế nhưng trên sân khấu giao lưu văn nghệ hôm nay, quý vị sẽ bắt gặp nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn mang dáng vẻ rất Việt Nam vì họ biết đánh trống cơm. Một nhạc cụ độc đáo mà chỉ của đất nước mang hình chữ F mới có. Xin mời quý vị cùng đến với vũ điệu trống cơm sôi động và sự biểu diễn của cô Ngọc Thủy cùng các em thiếu nhi thôn An Trạch. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
bông, ôm mấy bông mà đền bao. Muôn bay tân tình con xin, muôn bay tân tình con xin, ôm lên lội 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 sông, ôm đi đi tìm em nhớ thương ai, đưa con mắt ôm đi lì. Với điệu múa tình mẹ cho con thật dịu dàng và ấm áp như lòng mẹ vậy. Xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu để chúng ta cổ vũ cho đội văn nghệ Cung Lễ với bài múa tình mẹ cho con.
trong con không hề phai mờ, ấm áp công cha bao la tình mẹ. Một đời mẹ sống vì con đi cháu. Vừa rồi. Và tiếp nối chương trình văn nghệ của đêm hôm nay là tiết mục hát chèo trích vở Lưu Bình Dương Lễ theo điệu Quân Tử Khô Dịch do hai nghệ sĩ đó là Thanh Tống và Thúy Miền của đội văn nghệ xã Quốc Tuấn biểu diễn. Xin kính mời các quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chú trong đội văn nghệ Sa Quốc Tuấn đã gửi làn điệu chèo rất ý nghĩa qua vở Lưu Bình Dương Lễ. Kính thưa quý vị đại biểu, nhạc sĩ Xuân Hồng trong một lần đi công tác ở chiến khu Tây Nguyên, ông đã cảm tác để viết nên một ca khúc, đó chính là ca khúc Tiếng Chày Trên Sóc Bong Bo, nơi mà người dân ở Sóc Bong Bo đã nuôi dưỡng ông trong những ngày tháng ông ở tại đó. Và sau đây, sự trở lại của đội văn nghệ thôn An Trạch sẽ gửi tới chúng ta qua bài múa Tiếng Chày Trên Sóc Bong Bo. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và thưởng thức. Tắm nhìn tắm trên sáng rồi, bóng trăng lên vừa thôi đêm nào.
ra xin một kiểu hành ạ. Vâng, xin quý vị cổ vũ một tràng vỗ tay nữa cho hội đồng gia Trạch với bài múa Kiếm Trại Sắc Phong vừa rồi ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, chúng ta vừa được thưởng thức rất nhiều làn điệu chèo, một đặc sản của quê hương Thái Bình. Tuy nhiên thì một trong những nét đặc sắc của văn hóa miền Bắc chúng ta đó chính là hát quan họ. Vâng, những liền anh liền chị của quê hương Bắc Ninh, họ đã rất thành công trong những tác phẩm của họ khi họ đã thể hiện những làn điệu quan họ rất giao duyên, tình tứ. Và ngày hôm nay quay trở lại với sân khấu của đình làng Thôn An Trạch, lễ hội năm 2019, chúng ta lại được gặp chú Phi Hùng và cô Thành Loan trong làn điệu quan họ Tương Phùng Tương Lộ. Xin mời quý vị cùng đứng về sân khấu để thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin trân trọng cảm ơn Tam Ca tương phùng tương ngộ. Và tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay là điệu múa khỏe khoắn của các cô gái miền Sơn Cước với bài múa Chiều Lên Bản Thượng qua phần biểu diễn của các đoàn viên trong chi đoàn thôn An Trạch. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục đặc sắc này các đi ơi. Thank you.
Vâng, một lần nữa chúng ta xin gửi một tràng pháo tay đến cho đoàn thanh niên thôn An Trạch. Vâng, quý vị, quý vị, các bạn. Bài múa Chiều Lên Vạn Thượng của đoàn thanh niên thôn An Trạch đã khép lại chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng lễ hội 2019 của thôn An Trạch ngày hôm nay. Và đó cũng là một thành công rực rỡ ngoài sự mong đợi trong sự hân hoan của tất cả cán bộ trong thôn cũng như toàn bộ người dân trong thôn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm nồng hậu của các quý vị dành cho lễ hội tình cảm của chúng tôi. Xin kính chúc các quý vị một năm may mắn và tràn đầy hạnh phúc.